Câu 161 đến câu 164 đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 161 vào lúc 11 giờ 9 phút thì Miss Bingham có ý là gì khi bà ấy viết of course? Đáp án trước nghe em câu A. Bà ấy sẽ gửi một cái thư báo nội bộ cho nhân viên. Câu B, bà ấy nghĩ rằng chính sách mới thì fair là công bằng. Câu C, bà ấy sẵn sàng update, cập nhật cho Mr. O'Toole. Câu D, bà ấy intends to, dự định để mà hoàn tất một số giấy tờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem tin nhắn lúc 11 giờ 9 phút và cái từ of course ở vị trí nào nha em. 11 giờ 9 phút nè. Of course đây phải không nào? Để hiểu được cái ý của từ này chúng ta phải đọc cái ở đằng trước nó ha. Cái câu đằng trước là chỗ nào vậy em? Tin nhắn lúc 11 giờ 8 phút phải không nào? O'Toole, mình nói là gì đây? I was late. Tôi đã bị trễ ngày hôm qua cho cái cuộc họp đầu tháng 11. So, vì vậy tôi muốn hỏi về những cái thay đổi cho cái chính sách làm việc tăng ca. Thì Miss Bingham nói là gì đây? Of course, tất nhiên rồi. Vậy có nghĩa là Miss Bingham sẵn sàng để mà cung cấp thông tin về những cái thay đổi trong chính sách làm việc cho Mr. O'Toole, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu C rồi phải không nào? Bà ấy sẵn sàng cập nhật thông tin cho Mr. O'Toole. Thông tin về gì vậy em? Cập nhật thông tin về những cái thay đổi cho chính sách làm việc tăng ca phải không nào? Ok, câu C ha. Câu 162, what is mentioned? Cái điều gì thì được đề cập về overtime document. Vậy từ khóa chính là overtime document ha. Là đáp án trước nào câu A? Nó có thể được downloaded, được tải từ một cái website. Câu B, nó thì rất là khó cho một số nhân viên để mà hoàn tất. Câu C, nó sẽ được modify, thay đổi, chỉnh sửa bởi cái những cái người giám sát của phòng ban. Câu D, nó thì đang trong cái process, cái quá trình, cái tiến trình được viết lại. Rồi cùng dò xem từ khóa overtime document ở vị trí nào nha em. Mình dò tiếp nha. Tin nhắn tiếp theo 11 giờ 10 phút có không em? À không có, phải không nào? Rồi tiếp theo luôn 11 giờ 12. Dòng thứ ba có từ overtime document, em cùng đọc cái câu chứa từ này nha. This happened, cái điều này xảy ra. Điều này là điều gì? Khó hiểu phải không nào? Chúng ta đọc cái câu đường trước đó nữa nha em nha. Đây, in the past, trong quá khứ thì có rất là nhiều nhân viên làm thêm giờ để mà hoàn tất cái dự án, nhưng chỉ nhận được cái mức lương thường của họ thôi. Điều này xảy ra bởi vì họ đã không có nộp lại cái overtime document official chính thức. Nhiều người nhận thấy rằng á, cái form này nè, vậy cái form này chính là cái overtime document phải không? Thì nó quá là complicated, là phức tạp. À, nhận thấy nó quá phức tạp cho nên nó là họ không có làm rồi không có nộp lại luôn phải không em? Vậy thì em xem đáp án là câu nào. Có một cái là phức tạp khó đó. Câu B phải không nào? Đây nè, nó thì rất là khó cho một số nhân viên để mà hoàn tất, đúng không em? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B ha. Câu 163, cái điều gì sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng 12? Vậy từ khóa chính là ngày 1 tháng 12 ha. Đáp án trước nào câu A? Một số cái nhân sự sẽ phải làm việc trễ. Câu B, manual, quyển sách hướng dẫn của nhân viên sẽ được distributed, là được phân phát. Câu C, một số cái conflicts, cái mâu thuẫn sẽ được thảo luận, bàn bạc. Câu D, cái sự thay đổi về chính sách sẽ take effect, là có hiệu lực phải không nào? Rồi cùng dò ngày 1 tháng 12 nha em. À đây phải không nào? Đây, tin nhắn lúc 11 giờ 13 phút ha, cùng đọc câu này đi em. And it's effective, và nó sẽ có hiệu lực, be effective là có hiệu lực luôn em, nó giống với lại take effect á. Và nó sẽ có hiệu lực từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 12. Vậy thì nó có hiệu lực là nó là cái gì ha? Câu D là gì vậy em? Câu D là cái sự thay đổi về chính sách sẽ có hiệu lực. Vậy bây giờ chúng ta phải biết nó là gì ha. Vậy để biết nó là gì, chúng ta đọc tin nhắn ở phía trước đi em. Nè, now net, bất kỳ ai mà làm việc á hơn 40 tiếng một tuần thì tự động sẽ nhận được tiền trả thêm. Tất cả những gì chúng ta phải làm á là nhập thông tin vào trong cái hệ thống payroll. Ok, vậy thì em xem nè, nó là cái gì vậy em? À, nó chính là cái sự thay đổi, là ngày xưa người ta phải làm gì đây? Submit, nộp cái overtime document phải không nào? Thì bây giờ họ, tất cả những gì họ phải làm là gì em? Enter, chỉ cần nhập thông tin vào cái hệ thống payroll thôi phải không nào? Rồi, vậy thì đó chính là gì vậy? À, đó chính là cái chính sách làm việc tăng ca phải không em? Đây nè, cái sự thay đổi về chính sách làm việc tăng ca. Vậy Miss Bingham nó là gì? Right, đúng rồi, và nó sẽ có hiệu lực từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 12. Vậy nó ở đây chính là cái sự thay đổi về chính sách ha. Vậy đáp án sẽ là câu gì vậy em? À, chắc chắn là câu D rồi ha. Vậy mình có cái cụm là gì em? Be effective và take effect là có hiệu lực cùng nghĩa với nhau nha em. Câu 164, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Mr. O'Toole. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Mr. O'Toole, đó đáp án trước nha, câu A. Ông ấy đã misunderstood, đã hiểu nhầm cái điều mà ông ấy đã nghe tại cái cuộc họp. Câu B, ông ấy đã thực hiện một số cái phàn nàn về cái procedure, cái thủ tục, cái quy trình ha. Câu C, ông ấy expects, có thể là làm việc tăng ca trong tương lai gần. Câu D, ông ấy vẫn chưa được paid, được trả lương cho cái dự án
Được hoàn tất gần đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò nha em. Câu hỏi cuối cùng rồi, mình dò cái tin nhắn gần cuối nha. À, tin nhắn lúc 11:15 phải không nào, có từ Mr. O'Toole. Cùng đọc nha em. That's good, cái điều đó thật là tuyệt hoặc là tốt. Điều đó là điều gì? Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đọc cái tin nhắn phía trước nữa nha em. Đây nè, ok, cùng đọc nha. Right, đúng rồi. Và nó sẽ có hiệu lực từ 9 giờ. Nó ở đây là gì vậy em? À, sự thay đổi về chính sách làm việc tăng ca lúc này chúng ta đọc rồi á. Ngày 1 tháng 12 vào mỗi cuối tháng á, phải hôm nào thì những cái người giám sát của bạn á sẽ review, xem xét, kiểm tra cái mà bạn đã nhập. Cái bạn đã nhập là cái gì vậy em? À, là cái này là cái thông tin về tăng ca đó mà nhập vô cái hệ thống nè. Lúc này chúng ta do rồi ha. Rồi unless, nếu mà không có cái vấn đề gì cần được thảo luận bàn bạc á thì nó sẽ được chấp thuận tại thời điểm đó. Rồi Mr. O'Toole nó là gì? That's good to know. À, thật là tuyệt khi mà biết điều đó. Có nghĩa là thật là một cái tin tốt lành ha. Especially, đặc biệt, considering, khi mà xem xét đến cái dự án lớn mà tôi sẽ thực hiện trong một số cái tuần sắp tới. Trong những cái tuần sắp tới. Cảm ơn. Ok, vậy thì khi đọc xong thì em có được một cái thông tin là gì? À, ông Mr. O'Toole khi mà nghe cái tin là về thay đổi cái chính sách làm việc tăng ca, thay đổi cái cách thức như vậy, thì ông ta mừng lắm. Và ông ta nghĩ ngay đến cái dự án lớn mà ông ta sắp thực hiện trong những tuần sắp tới, phải không nào? Bởi vì khi làm cái dự án đó thì ông ta rất có khả năng là phải tăng ca. Và khi thay đổi cái cách thức, thay đổi về chính sách như vậy thì sẽ thuận tiện hơn, sẽ tốt hơn cho ông ấy, phải không nào? Vậy thì theo em đáp án là câu nào? À, đáp án chính xác sẽ là câu C, phải không nào? Nè, ông ấy có thể làm việc tăng ca vào trong tương lai gần, phải không nào? Làm việc tăng ca, tại sao vậy em? Tại vì ông ấy phải làm cái dự án lớn nè. Và có cái từ gì đây? Đặc biệt khi xét đến nữa ha. Rồi, trong tương lai gần là trong những tuần sắp tới, là tương lai gần nè, phải không nào? Ok, đáp án là câu C ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, tin nhắn đầu tiên Mr. O'Toole. Tôi đã bị trễ vào ngày hôm qua cho cái cuộc họp đầu tháng 11. So, vì vậy tôi muốn ask, hỏi về những cái thay đổi cho cái chính sách làm việc overtime, là tăng ca ha. Overtime, tăng ca. Miss Bingham nói là gì đây? Of course, tất nhiên rồi. Nhưng bạn đã không có nhận được cái memo, cái thư báo nội bộ mà Mr. Ward đã gửi cách đây một vài phút sau. Nó summarize. Mình có từ summarize là tóm tắt ha. Tóm tắt. Nó tóm tắt những cái rules, những cái quy định, những cái luật mới. Mr. O'Toole, tôi chỉ glance at. Mình có từ glance at something, có nghĩa là lướt qua hay là liếc qua em ha. Lướt qua, nhìn lướt qua đó. Nhìn lướt qua, nhìn nhanh qua ha. Briefly. Briefly là trạng từ của tính từ brief. Brief có nghĩa là ngắn gọn hay là súc tích á. Nhìn lướt qua một cách ngắn gọn, có nghĩa là nhìn lướt qua một chút, nhìn lướt qua nhanh đó em ha. Briefly. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy một cái điều mà nó về cái process, cái quá trình streamline, quá trình hợp thức hóa. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải turn in. Mình có từ turn in là nộp lại nha. Nộp lại ha. Turn in. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải nộp lại cái mẫu yêu cầu nữa, phải không? Miss Bingham nói là gì đây? Yes, vâng. In the past, trong quá khứ có nhiều nhân viên á làm extra hours, làm thêm giờ để mà hoàn tất những cái dự án, nhưng chỉ nhận được cái mức lương thường của họ. This happened, điều này đã xảy ra bởi vì họ đã không có submit. Mình có từ submit là nộp hay gặp rất nhiều. Không có nộp lại cái giấy tăng ca chính thức. Nhiều người nhận thấy rằng á, cái form này nè, cái mẫu này nè, thì quá là complicated. Mình có complicated tính từ có nghĩa là phức tạp ha. Phức tạp, complicated, phức tạp. Rồi, Shipley nói là gì đây em? Now, net. Bất cứ ai á, bây giờ mà làm việc hơn 40 tiếng một tuần á, automatically là tự động ha, một cách tự động đó em. Thì tự động sẽ nhận được tiền trả thêm. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm á, là enter, nhập cái thông tin vào trong cái system, cái hệ thống payroll. Mình có từ payroll là tổng lương để mà chia cho nhân viên của một công ty đó em. Tổng số tiền lương ha. Vậy thì payroll system là hệ thống tính lương á. Ok, rồi Miss Bingham nói tiếp nào. Right, đúng rồi. Và nó sẽ be effective. Mình có từ be effective có nghĩa là có hiệu lực nha em. Có hiệu lực ha, một cái quy định, một cái chính sách gì đó có hiệu lực ha. Cô dịch lại nè, và nó sẽ có hiệu lực từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng 12. Vào cuối mỗi tháng đó, thì supervisor, người giám sát của bạn sẽ review, sẽ xem xét lại, sẽ kiểm tra lại những cái mà bạn đã input. Đồng từ input là nhập thông tin vào ha. Nhập thông tin vào. Unless, nếu mà không có cái vấn đề gì mà cần được thảo luận bằng bạc á, thì nó sẽ được chấp thuận tại thời điểm đó. Rồi Mr. O'Toole nó là gì? That's good to know. Đó là thật là một cái tin tốt ha. Especially, đặc biệt là khi xét đến cái dự án lớn mà tôi sẽ thực hiện trong những cái tuần sắp tới. Cảm ơn.
Câu 162, câu C mình có từ modify rất là hay gặp luôn em. Modify có nghĩa là thay đổi hay chỉnh sửa ha. Thay đổi hoặc là chỉnh sửa cho phù hợp á. Thay đổi hoặc là chỉnh sửa. Câu 163, câu A mình có từ personnel là nhân sự ha. Nhân sự, personnel, nhân sự. Câu B mình có từ manual. Manual là sách hướng dẫn ha, sách hướng dẫn. Sổ hướng dẫn hay là sách hướng dẫn đó. Distribute là phân phát nha em. Phân phát, phân phối ha. Phân phát hoặc là phân phối. Rồi, vậy câu B có nghĩa là cái sách hướng dẫn, cái sổ hướng dẫn của công ty sẽ được phân phát. Câu C mình có từ conflicts là mâu thuẫn ha. Mâu thuẫn, conflicts, mâu thuẫn rất là hay gặp. Rồi, câu D mình có từ take effect. Nó bằng với lại be effective ở trên đó em. Có nghĩa là có hiệu lực ha. Rồi câu 164, câu A mình có từ misunderstood là cục 2 của misunderstand đó em. Misunderstand là hiểu nhầm ha, hiểu nhầm, hiểu lầm đó. Hiểu nhầm. Ok. Câu B mình có từ procedure là thủ tục hay là quy trình ha. Procedure, thủ tục hoặc là quy trình. Ok. Câu 165 đến câu 167 đây là một cái bài báo ha. Câu 165, why, tại sao cái sân bay Franklin Airport sẽ được renovated, sẽ được tân trang? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Franklin Airport và renovate, form nào đáp án trước nha câu A? To address, để giải quyết cái concern, cái nỗi lo, cái sự lo lắng về mặt an toàn. Câu B, để spend, để chi dùng, chi tiêu, cái surplus, cái số dư ngân sách. Câu C, để create, tạo ra cái nơi, cái khoảng không cho cái doanh nghiệp bán lẻ. Câu D, để compete, cạnh tranh với một cái sân bay lớn hơn. Rồi chúng ta cùng vào từ khóa xem Franklin Airport và renovate ở vị trí nào nha em. Rồi từ đầu luôn nào. Câu thứ nhất có không? À không ha, câu thứ hai. Câu thứ hai có nè em, có từ renovation và có Franklin Airport luôn nè, cùng đọc câu này nha. Denver Transportation Authority, viết tắt là DTA, đã announce, đã thông báo, đã công bố một cái plan, một cái kế hoạch renovation là tân trang trị giá là 50 triệu đô cho cái sân bay Franklin Airport ở trên outskirts, ở cái vùng ngoại ô của Denver. The announcement, cái thông báo này nè, thông báo này là thông báo gì về gì vậy em? À, về cái kế hoạch tân trang phải không? Comes, đến như là kết quả của, có nghĩa là đến bởi vì cái nhóm NAG này nè đã label, đã cho rằng cái runway, cái đường băng của nó đem, đường băng là đường cho máy bay chạy á, thì nguy hiểm cho máy bay hạng lớn phải không nào? Vậy thì cái mục đích của việc tân trang là gì vậy em? Là bởi vì cái đường băng của nó nguy hiểm phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào em ha? À, câu A, tân trang để mà giải quyết cái nỗi lo về mặt an toàn. Ok, đáp án là câu A ha. Câu 166, what is true, cái điều gì thì đúng về renovation project, cái dự án tân trang. Vậy từ khóa chính là renovation project, hay đáp án trước nào câu A? Nó đã là cái goal, cái mục tiêu của DTA trong hơn a decade, một thập niên là 10 năm thế. Câu B, nó thì đang được funded, được hỗ trợ thông qua cái sự đóng góp private là tư nhân. Câu C, nó thì sẽ được manage, quản lý bởi NAG. Câu D, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là mong đợi. Rồi mình cùng dò nha. Rồi mình vào đoạn tiếp theo nha, bởi vì đoạn đầu cũng đang nói về cái dự án tân trang phải không nào. Rồi tiếp theo cùng đọc nha. Khi mà chúng tôi took over, mua lại cái sân bay Franklin Airport cách đây 11 năm á, thì chúng tôi intended to, dự định là bắt đầu rebuilding, xây lại nó right away, ngay lập tức. Unfortunately, không may mắn thay, thì chúng tôi đã encounter, đã đối mặt, đã gặp phải rất là nhiều cái delay, cái sự trì hoãn liên quan đến ngân sách. Vậy thì mình share được cái thông tin là gì em? Là ngay khi mà họ mua lại cái sân bay này nè, cách đây 11 năm á, là họ đã dự định xây lại nó right away, ngay lập tức rồi. Nhưng mà họ vẫn chưa làm được bởi vì những cái sự trì hoãn liên quan đến ngân sách, phải không? Bây giờ họ mới làm được. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chính xác sẽ là câu A. Nó đã là cái mục tiêu, cái việc tân trang đã là cái mục tiêu của GTA trong hơn một thập niên, trong hơn 10 năm. Ở đây cụ thể là bao nhiêu vậy em? Hơn 11 năm phải không nào? Vậy đáp án là câu A nha. Câu 167, what is implied, cái điều gì thì nói về cái sân bay Franklin Airport. Em thấy là cả bài này đều nói về cái sân bay này hết phải không? Vậy nếu mà giờ từ khóa thì rất là lâu, mình giờ từng đáp án nha em. Câu A trước nè, nó đã giành được cái giải thưởng về sự hài lòng của khách hàng. Vậy từ khóa là từ gì vậy em? Customer Satisfaction Award phải không nào? Cùng đọc thử nha em, giờ xem có hay không. Mình giờ tiếp nha. Rồi dòng tiếp theo nè. Không có. Không có luôn phải không nào, dòng tiếp theo. Cũng không có. Ok, không có. Đoạn cuối cùng đi em. Xem có giải thưởng về sự hài lòng khách hàng không? Không có ha. Dòng tiếp theo. Cũng không luôn. Dòng tiếp theo. Cũng không có. Dòng tiếp theo. Cũng không có luôn. Dòng tiếp theo. Không có. Dòng tiếp theo. À không có. Không có giải thưởng gì hết phải không nào? Rồi tiếp câu B luôn đi em. Nào, nó thì nối với một thành phố bằng
một cái tuyến đường subway là tàu điện ngầm á. Cái từ khóa là từ nào vậy em? À, subway phải không? Mình cùng dò thử xem có tàu điện ngầm không nha. Dò lại nè, từ chỗ này nha, đoạn này có tàu điện ngầm không em? À, không có phải không nào? Đoạn tiếp theo, đoạn cuối cùng có tàu điện ngầm hay không? Có subway không? Rồi không có luôn phải không nào? Không có subway gì cả. Rồi tiếp luôn đi em. Câu C nè, nó hiện tại thì được sử dụng chỉ bởi những cái hãng hàng không domestic là trong nước nè. Domestic ha. Rồi vậy mình cùng dò từ khóa là từ nào em? Domestic airlines phải không nào? Cùng dò nha. Đoạn này có không? Không có phải không nào? Đoạn cuối cùng có xem. Em dò xem có domestic airline không? Có trong nước không? Không có phải không? Rồi tiếp dòng tiếp theo. Cũng không có dòng cuối cùng thì sao em? À, nó không có domestic nhưng nó có từ gì vậy em? International. Em xem nè, khi mình dò từ khóa mình phải để ý đến những từ đồng nghĩa và những từ trái nghĩa nữa nha em. Nó không có domestic nhưng nó có từ international. International là quốc tế đó, mình cùng đọc câu này thử nha. Nè, after, sau khi mà cái project, cái dự án á, đã conclude, đã kết thúc, đã hoàn tất á, thì cái sân bay Franklin Airport sẽ bắt đầu phục vụ như là một cái điểm đến và khởi hành cho những cái chuyến bay international là quốc tế. Vậy sau khi đọc xong câu này thì em suy ra được một cái thông tin là gì? Sau khi dự án này kết thúc á, sau khi dự án này hoàn tất á, thì nó mới phục vụ cái gì em? International flights. Vậy thì trước khi cái dự án kết thúc thì nó chỉ làm gì thôi? À, phục vụ cho những cái chuyến bay trong nước thôi phải không nào? Vậy câu C đúng không? À, câu C chính xác rồi. Hiện tại thì nó đang được sử dụng chỉ cho những cái hãng hàng không domestic là trong nước. Sau khi cái dự án, sau khi cái kế hoạch Tân Trang mà hoàn tất á, Tân Trang xong xuôi hết á, thì nó mới phục vụ những cái chuyến bay quốc tế ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C, không cần dò câu D. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào, đầu tiên trên tờ bài mình có từ overhaul. Overhaul có nghĩa là cái đợt sửa chữa, cái đợt tu sửa mà lớn, mà toàn phần luôn á, người ta gọi là đại tu ha. Quy lại câu này nha, DTA ready, sẵn sàng cho cái việc đại tu, tu sửa cái sân bay. The Vendor Transportation Authority, cái cơ quan thẩm quyền vận chuyển ở Denver đó, viết tắt là DTA, đã announce, công bố thông báo một cái plan là kế hoạch renovation gặp rất nhiều, có nghĩa là Tân Trang ha. Đã công bố thông báo một cái kế hoạch Tân Trang đáng giá là 50 triệu đô cho cái sân bay Franklin Airport ở outskirts. Mình có từ outskirts là vùng ngoại ô đấy, vùng ngoại ô ha. Ở cái vùng ngoại ô của Denver, the announcement, cái thông báo này nè, đến as a result of, như là kết quả của hay là bởi vì cái nhóm hãng hàng không quốc gia này nè, viết tắt là NAG, đã label, đã cho rằng cái runway là đường băng đấy em. Runway là đường băng ha, đường máy bay chạy đó, đường băng. Cái đường băng của nó thì nguy hiểm cho những cái máy bay lớn, mình có từ aircraft là máy bay ha. Rồi, NAG sets, đặt ra những cái regulation là quy định hay là quy tắc, gặp rất nhiều rồi nha em. Quy định hay là quy tắc ha, đặt ra những cái quy định an toàn cho những cái sân bay ở US, cho tất cả những cái sân bay ở Mỹ ha. Khi mà chúng tôi took over, mình có động từ took over là cột 2 của take over đây, có nghĩa là mua lại nha em, mua lại ha, mua lại. Chỗ này là khi chúng tôi mua lại cái sân bay Franklin Airport cách đây 11 năm á, thì chúng tôi intend to, mình có intend to là dự định làm gì ha, dự định ha. Thì chúng tôi dự định là bắt đầu rebuilding, xây dựng lại nó right away là gì? Ngay lập tức. Unfortunately, không may mắn thay đó thì chúng tôi encounter, mình có từ encounter là đối mặt hay là đương đầu ha. Chúng tôi đã phải đối mặt đương đầu với numerous nhiều delay là sự trì hoãn liên quan đến ngân sách. However, tuy nhiên, in light of, mình có cầm in light of có nghĩa là dựa trên ha, in light of dựa trên. Tuy nhiên dựa trên cái recent judgment, mình có từ judgment là quyết định nha, quyết định nha, quyết định ha. Tuy nhiên khi mà dựa trên cái quyết định gần đây của ANG đó, thì chúng tôi đã manage, xoay sở, cố gắng để mà secure, có nghĩa là có được ha, secure, có được, xoay sở để mà có được cái federal funding, cái sự hỗ trợ của federal là thuộc về chính phủ đấy, federal là thuộc chính phủ ha, thuộc về chính phủ hay là thuộc về một cái liên bang nào đó ha, thuộc về chính phủ. Và cuối cùng á, thì cũng có thể repair, sửa chữa cái runway, cái đường băng của chúng tôi. Và expand là gì em? Mở rộng ha, expand và mở rộng. Và mở rộng những cái terminals là những cái ga đón khách đây, nhà ga đón khách ở sân bay ha. Rồi, trưởng DTA đã nói như vậy, ông ấy tên là Alan Webster. The DTA đã hire, mình có động từ hire là thuê hay là mướn ha.
đã thuê những cái công ty construction là xây dựng ha, thuê một số cái công ty xây dựng để mà carry out. Nên cái từ carry out có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện ha. Carry out, tiến hành, thực hiện cũng rất là hay gặp. Nó bằng với một từ nữa cũng rất là hay gặp luôn là conduct. Conduct ha. Conduct, carry out, tiến hành hay là thực hiện ha. Cô dịch lại nè, GTA đã thuê một số cái công ty xây dựng để mà tiến hành thực hiện cái project, cái dự án này. Cái mà được dự đoán á, là sẽ complete, hoàn tất trong vòng 18 tháng. Cái work, cái công việc, cái sự thi công sẽ bắt đầu ở cái terminal ở ga B. Only after, chỉ sau khi cái việc mở rộng ở ga A á, nó hoàn tất. Mà cái điều này nè, sẽ làm cho cái sân bay có đầy đủ tính năng trong cái khoảng thời gian còn lại ha. After, sau khi cái dự án concluded, mình có động từ conclude là kết thúc ha. Conclude, kết thúc. Sau khi cái dự án kết thúc, hoàn tất đó, thì cái sân bay Franklin Airport sẽ bắt đầu phục vụ như là một cái điểm arrival là đến nè. Departure là khởi hành hay là xuất phát ha. Khởi hành hoặc là xuất phát, cô ghi ở đây nha. Cho cái international flights, mình có từ flights danh từ là chuyến bay nha em. Flights danh từ là chuyến bay ha. Chuyến bay. International là quốc tế, được không nào? Quốc tế. Quý vị lại câu này nha. Franklin Airport sẽ bắt đầu phục vụ như là một cái địa điểm đến và khởi hành cho những cái chuyến bay quốc tế, được không nào? Rồi, câu 165 câu ai mình có từ address. Address danh từ là địa chỉ ha, hoặc có thể là một cái bài diễn văn, nhưng mà động từ address có nghĩa là giải quyết nha em. Giải quyết, address có rất nhiều nghĩa nhưng trong ngữ cảnh này là giải quyết ha. Thường nó đi với các vấn đề nè, hay là tình huống nè, hay là những cái nỗi lo ha. Chỗ này là nỗi lo đó em, concern là sự lo lắng nè. Câu ai dịch là giải quyết cái sự lo lắng, cái nỗi lo về mặt an toàn. Rồi câu biên mình có từ surplus là số dư ha. Surplus là số dư. Rồi tiếp câu chi mình có từ compete with. Compete, động từ. Compete with có nghĩa là cạnh tranh với ai ha. Cạnh tranh với ai. Ok, vậy câu đi có nghĩa là để mà cạnh tranh với một cái sân bay lớn hơn. Câu 166, câu ai mình có từ goal, gặp rất nhiều là mục tiêu ha. Goal, mục tiêu. Rồi, mình có từ decade là thập niên nha em. Thập niên là 10 năm đó, thập niên ha. Rồi, câu B mình có từ donation. Donation là sự quyên góp, sự đóng góp ha. Donation, sự quyên góp hay là sự đóng góp. Donation, cô dịch lại câu B nha. Nó thì đang được funded, hỗ trợ thông qua những cái sự quyên góp, đóng góp cá nhân, tư nhân. Rồi câu 167, câu A mình có từ award là phần thưởng ha. Phần thưởng, award, phần thưởng. Phần thưởng hay là giải thưởng đó. Ok. Rồi câu C mình có từ domestic. Trái nghĩa với domestic là international. Vậy domestic có nghĩa là ở trong nước ha, nội địa đó, trong nước là nội địa ha. Còn international có nghĩa là quốc tế, được không nào? Rồi câu D mình có từ shut down là đóng cửa ha. Shut down là đóng cửa. Vậy câu D có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn đóng cửa trong suốt cái quá trình renovation là tân trang, được không nào? Ok. Câu 168 đến câu 171, đây là một cái web page, một cái trang web ha. Câu 168, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về Blue Gang Furniture. Vậy từ khóa chính là Blue Gang Furniture, đó là bán trước nha câu A. Nó bán những cái sản phẩm mà có thể được assemble, được lắp ráp tại nhà. Câu B, nó có a range of, rất là nhiều cái sự lựa chọn, fabric, vải vóc, theo yêu cầu của khách hàng. Câu C, nó có thể accommodate, đáp ứng được những cái request, yêu cầu về việc giao hàng. Câu D, nó offers, nó cung cấp incentive cho những khách hàng lặp lại là khách hàng thường xuyên đó em. Rồi bây giờ mình cùng dò xem từ khóa Blue Gang Furniture ở vị trí nào nha. À, nghe cái từ của các trang web luôn phải không em? Đây là Blue Gang Furniture. Rồi cùng đọc nha. Affordable, giá cả hợp lý. Fashionable, thời trang. Comfortable, thoải mái. Rồi, home là trang chủ nè. Catalog, cái danh mục sản phẩm. Delivery, FAQS, cái gì đó về cái việc giao hàng phải không nào? Contact us là liên hệ nè. Rồi, cái web này á, thì đang ở cái mục giao hàng phải không em, nó in đậm nè. Rồi đọc tiếp nha. We are committed to, chúng tôi cam kết là đưa những cái items, những cái mặt hàng, những cái món đồ assemble được lắp ráp hoàn toàn, chất lượng cao của chúng tôi đến bạn trong điều kiện hoàn hảo. Vậy loại ngay câu nào vậy em? Loại câu A phải không? Nó bán sản phẩm có thể được lắp ráp ở nhà, người ta không có nói, người ta nói là được lắp ráp hoàn toàn luôn rồi, được lắp ráp đầy đủ rồi, rồi mới giao đi mà, phải không? Rồi dịch tiếp nha. Nếu mà bạn có những cái yêu cầu đặc biệt nào, ví dụ như là particular time of day, cái thời gian cụ thể trong ngày mà bạn muốn nhận được hàng á, thì đừng có do dự cho chúng tôi biết. Tại khi đọc đến đây có một cái đáp án là yêu cầu đó em. Câu nào vậy?
câu C phải không nào? Em đọc lại câu C nha. Nó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu về mặt giao hàng. Có không? Có phải không nào? Cái đoạn này nó nói là gì vậy em? Blue Game Furniture có một cái dịch vụ giao hàng tốt phải không nào? Và nếu khách hàng có những cái yêu cầu đặc biệt nào á, thì hãy cho họ biết, thì họ sẽ đáp ứng. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu C ha. Câu 169, what is true? Cái điều gì thì đúng về cái expedited shipping của cái công ty Blue Game Furniture. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, expedited shipping phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Nó thì không có thể được cung cấp vào weekends, vào ngày cuối tuần. Câu B, nó pertains to items, những cái mặt hàng, những cái món đồ mà nó có cái kích cỡ nhất định nào đó ha. Câu C, nó thì không có được cung cấp cho những cái việc giao hàng đến Ontario. Câu D, nó chỉ có sẵn cho những thành viên mà thôi. Rồi bây giờ mình cùng dò xem từ khóa expedited shipping ở vị trí nào nha em. Câu hỏi số 1 nè, em dò thử xem có không. Không có phải không nào? Câu hỏi số 2 thì sao? À, có từ expedited shipping nè em. Mình cùng đọc câu này nha. At this time, vào lúc này nè, thì expedited shipping á có thể được cung cấp chỉ ở trong cái khu vực là Đông Bắc của Mỹ thôi. Nó bao gồm luôn cái bang của công ty của chúng tôi là Maine nè. Vậy thì cái câu này nó đang nói về cái gì với em? Cái phạm vi sử dụng của cái expedited shipping phải không nào? Là expedited shipping chỉ có thể được sử dụng ở đâu thôi? Ở Đông Bắc Mỹ mà thôi ha. Vậy thì cái đáp án nào là thuộc về địa lý vậy em? Về phạm vi địa lý. À, câu C phải không? Em đọc lại câu C nha. Nó thì không được cung cấp cho cái việc giao hàng đến Ontario. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm xem Ontario có nằm trong cái khu vực Đông Bắc Mỹ hay không. Nếu nằm ngoài khu vực Đông Bắc Mỹ thì câu C đúng phải không nào? Rồi mình dò nha. Lúc nãy mình có thấy từ Ontario đấy. Đây nè, Ontario, cùng đọc câu này nha. We deliver, chúng tôi giao hàng đến những cái tỉnh thành của Canada, Ontario và Quebec. Vậy thì Ontario nó thuộc cái gì vậy em? Canada, chứ nó không có thuộc Northeastern US phải không nào? Mà cái expedited đó em thì nó chỉ giao cho Đông Bắc Mỹ thôi. Vậy nó có giao cho Ontario không? Không phải không nào? Vậy thì đáp án chính xác sẽ là câu C phải không? Nó không có được cung cấp cho việc giao hàng đến Ontario, được không nào? Câu 170, according to the web page, theo như cái trang web đó thì how, bằng cách nào những cái customer, khách hàng có thể có được cái thông tin về purchases, về cái hàng hóa của họ. Vậy từ khóa chính là information about their purchases form nào? Đã bán trước nha câu A. Bằng việc gửi một cái text message, cái tin nhắn đến cho cái bộ phận vận chuyển hàng hóa. Câu B, bằng cách login, đăng nhập vào một cái tài khoản trên website. Câu C, bằng cách cho cái nhân viên dịch vụ á cái details, cái thông tin chi tiết về đơn đặt hàng của họ. Câu D, bằng cách nhập cái mã số receipt, hóa đơn vào trong một cái form online. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem vị trí nào nói về thông tin hàng hóa nha em. Còn hai câu chúng ta chưa dò là câu số 3 và câu số 4 phải không nào? Câu số 3 là gì đây? What if? Chuyện gì xảy ra nếu mà một cái model, một cái mẫu nó bị sold out là bán hết rồi? Đâu có thông tin khách hàng đâu, đâu có thông tin về sản phẩm khách hàng, phải không? Số 4 thôi đi em. How can, bằng cách nào tôi có thể kiểm tra được cái status, cái tình trạng giao hàng của đơn đặt hàng của tôi? Có thông tin về sản phẩm của họ không, hàng hóa của họ không? Có phải không em, là thông tin về cái tình trạng giao hàng của hàng hóa của họ. Vậy mình cùng đọc cái số 4 trước nha. Em dò xem có chỗ nào nói về thông tin không? Đây, dòng thứ hai có từ this information, thông tin này. Để biết rõ thông tin này là thông tin gì, mình đọc cái từ đầu luôn nha. Đây, we will send you, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái email thông báo khi cái việc thanh toán của bạn, tiền thanh toán của bạn đã được nhận. Và một cái khác nữa, với một cái khoảng thời gian ước tính đến một khi mà cái đơn hàng của bạn đã rời khỏi nhà kho của chúng tôi. Vậy thì cái cách thứ nhất họ biết được hàng của họ đã được giao hay chưa là xem email. Mà đáp án có email không em? Không có, vậy mình đọc thêm nữa nha, xem có cách nào nữa không. Cái thông tin này also cũng sẽ có sẵn cho bạn thông qua cái tài khoản của bạn. Ở trong cái mục là lịch sử giao hàng, hãy click vào cái từ here và đăng nhập vào để xem. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Cách thứ hai, họ có thể đăng nhập vào tài khoản của họ và xem được cái tình trạng của nó phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Bằng cách đăng nhập vào một cái tài khoản sử dụng ở trên website, được không nào? Câu 171 ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Đọc câu trong ngoặc kép trước nha em. If you choose, nếu bạn chọn chờ cho cái mặt hàng, cái món đồ này nè, nó trở nên available, có sẵn, có hàng lại đó, thì bạn sẽ được notify, được thông báo một ngày trước khi nó được giao đi. Rồi, vậy ngữ cảnh câu này đang nói chuyện là gì em? Chờ cái mặt hàng nào đó, nó có hàng lại, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng đọc các câu trước, các vị trí được đánh số xem câu nào nó liên kết với câu trong ngoặc kép nha em. Vị trí số 1 trước ha. Đây. Câu liền trước là if you have, phải không nào? Nếu bạn có những cái yêu cầu đặc biệt nào á, ví dụ như là cái khoảng thời gian
cụ thể nào trong ngày mà bạn muốn nhận được cái hàng hóa, cái sản phẩm của bạn á, thì đừng có do dự ngần ngại cho chúng tôi biết, không có liên quan phải không nào. Rồi vị trí số 2 đi em. Đây, câu liền trước là gì? Những cái đặt hàng á, thì thường mất từ 7 đến 10 ngày làm việc để mà đến cái điểm đến của nó, không có liên quan luôn. Vị trí số 3 đi em. Đây nè, cùng đặt câu phía trước nha. In the rare case, trong cái trường hợp hiếm á, mà cái món đồ mà bạn đã đặt á, nó out of stock, nó hết hàng, thì bạn sẽ được thông báo cái điều này thông qua cái email bởi một trong những cái agents, cái nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, cái người mà có thể hoàn tiền lại nếu bạn quyết định hủy cái đặt hàng. Và gì nữa em, nếu bạn chọn để chờ cái món hàng nó có hàng lại nữa đó, thì bạn sẽ được thông báo một ngày trước khi chuyển đi. Có liên kết không em? Rất là liên kết phải không nào? Cái chỗ này nó đang nói đến chuyện là một cái mặt hàng nào đó đã bị hết hàng phải không nào, out of stock, thì một á là hủy thì nhận lại được gì em? Refund, hoàn tiền lại. Còn nếu mà chọn chờ á thì sẽ được thông báo một ngày trước khi nó chuyển đi, phải không nào? Rất là liên kết rồi, không cần dịch câu số 4 nữa ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, đây là một cái trang web về cái công ty furniture. Mình có từ furniture là đồ đạc hoặc là đồ nội thất ha. Blue game. Affordable rất là hay gặp, có nghĩa là giá cả phải chăng hoặc là giá cả hợp lý ha. Affordable, giá cả phải chăng. Fashionable, thời trang. Comfortable, thoải mái. Home là trang chủ nè. Catalog là cái danh mục sản phẩm đó. Deliver, delivery là giao hàng. FAQs là viết tắt của từ Frequent Asked Question đem, có nghĩa là những câu hỏi thường được hỏi ha, những câu hỏi thường gặp trong cái việc giao hàng. Contacts là liên hệ. Và cái website này đang ở một gì em? Những câu hỏi liên quan đến việc giao hàng ha, vì nó in đậm nè. Rồi tiếp, we are committed to getting, mình có cụm là be committed to, verb in có nghĩa là cam kết làm gì, cũng rất là hay gặp em. Be committed to, verb in, cam kết làm gì, của dịch lại nha. Chúng tôi cam kết á, là đưa những cái items, những cái mặt hàng, món đồ. Assemble, động từ assemble có nghĩa là lắp ráp, rất là hay gặp luôn ha. Những cái mặt hàng, món đồ được lắp ráp hoàn toàn đầy đủ, chất lượng cao của chúng tôi đến cho bạn trong cái condition, có nghĩa là điều kiện ha. Condition, điều kiện. Trong cái điều kiện perfect là hoàn hảo. Nếu bạn có những cái requirements, mình có từ requirements có nghĩa là yêu cầu ha, yêu cầu. Nếu bạn có những cái yêu cầu đặc biệt, such as, ví dụ như là particular là cụ thể nha em, particular cụ thể ha. Ví dụ cái thời gian cụ thể trong ngày mà bạn muốn nhận được cái mặt hàng món đồ của bạn á, thì đừng có hesitate. Mình có từ hesitate là do dự hay là ngần ngại ha. Đừng có do dự ngần ngại để mà cho chúng tôi biết. Chúng tôi yêu cầu bạn là làm như vậy trong vòng 24 giờ đặt hàng. Có nghĩa là nêu lên cái yêu cầu của mình trong vòng 24 giờ ha. Rồi, câu hỏi số 1. Where do you deliver? Bạn giao hàng ở đâu? Chúng tôi giao hàng đến những cái tỉnh thành. Mình có từ province là tỉnh thành đó em. Tỉnh thành ha. Những cái tỉnh thành ở Canada, Ontario và Quebec, và đến mọi nơi ở United States là ở Mỹ luôn. Except for là ngoại trừ nha em. Except for ngoại trừ. Ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Câu hỏi số 2, how long does it take? Nó mất khoảng bao lâu để mà nhận được một đơn hàng? Orders, những đơn hàng đó em. Typically, mình có từ typically là thông thường ha. Thông thường. Typically, thông thường á, bình thường là mất từ 7 đến 10 ngày làm việc để mà đến cái destination của nó. Mình có từ destination có nghĩa là đích đến, điểm đến ha. Destination, điểm đến. Rồi, at this time, vào lúc này á, tại thời điểm này á, thì expedited shipping, mình có từ expedited là nhanh đen, shipping là giao hàng. Expedited shipping là giao hàng nhanh ha. Giao hàng tốc hành, giao hàng nhanh á. Cái dịch vụ giao hàng tốc hành, giao hàng nhanh á, thì có thể được cung cấp chỉ ở cái khu vực là Đông Mỹ, Đông Bắc Mỹ thôi. Cái mà bao gồm cái bang của công ty của chúng tôi luôn là Maine nè. Số 3, what if, điều gì xảy ra nếu mà một cái model, một cái mẫu nó sold out. Mình có từ sold out là bán hết em. Sold out là bán hết ha. Bán sạch luôn, bán hết luôn ha. Ví dụ hàng hóa được bán hết luôn, cháy hàng á. Rồi, in rare case, trong cái trường hợp rare là hiếm em. Trong cái trường hợp hiếm mà những cái món đồ á, mà bạn đặt hàng á, thì out of stock. Mình có từ out of stock có nghĩa là hết hàng ha. Hết hàng. Thì bạn sẽ được inform, được thông báo về cái điều này via là thông qua nha em. Thông qua bằng cái từ through á. Bạn sẽ được thông báo về cái việc này thông qua cái email bằng một trong những cái agents. Mình có từ agent là nhân viên ha. Nhân viên. Thông báo báo qua một trong những nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, cái người mà có thể cung cấp cho bạn cái tiền hoàn lại nếu bạn quyết định cancel, hủy cái đặt hàng. Rồi câu hỏi số 4, how can, bằng cách nào tôi có thể kiểm tra được cái status, cái tình trạng giao hàng của cái đặt hàng của tôi?
We will send, chúng tôi sẽ gửi cho bạn cái notification email, cái email thông báo ha, notification là thông báo khi cái việc thanh toán, cái tiền thanh toán của bạn đã được nhận, và another one, và một cái email khác nữa với một cái khoảng thời gian đến được estimate. Mình có từ estimate là ước tính hay là ước lượng ha. Cái khoảng thời gian đến được ước tính, được ước lượng một khi mà cái đặt hàng của bạn nó rời khỏi warehouse của chúng tôi. Mình có từ warehouse là nhà kho nha em. Nhà kho ha. This information, cái thông tin này á, thì cũng sẽ có sẵn cho bạn luôn thông qua cái tài khoản của bạn. Ở trong cái mục là order history, là lịch sử đơn đặt hàng ha. Lịch sử đặt hàng. Hãy click vào cái từ here và login là đăng nhập vào để mà xem. Câu 168, câu B mình có từ customization, có nghĩa là làm theo yêu cầu khách hàng ha. Cái sự làm theo yêu cầu khách hàng. Customization. Rồi câu C mình có từ accommodate, rất là hay gặp, có nghĩa là đáp ứng ha. Đáp ứng, accommodate, đáp ứng. Rồi, request là yêu cầu ha. Yêu cầu, request, yêu cầu. Ok, câu C có nghĩa là nó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu về giao hàng. Câu D, incentive. Mình có từ incentive, có nghĩa là sự khuyến khích ha. Sự khích lệ, sự khuyến khích, sự động viên á. Câu này dịch là gì nè em? Nó cung cấp những cái sự khuyến khích, những cái sự khích lệ cho khách hàng thường xuyên. Những cái sự khuyến khích có thể là về vật chất, ví dụ như là phí quà tặng hay là giảm giá cho khách hàng thường xuyên, người ta gọi là sự khuyến khích, incentive ha. Rồi câu 169, câu B mình có từ pertains to. Pertain to có nghĩa là gắn liền ha, đi đôi với cái gì đó. Pertain to, gắn liền, đi đôi với. Câu B dịch là nó gắn liền, nó đi đôi với những cái mặt hàng, những cái món đồ mà có một cái kích cỡ nào đó nhất định. Rồi câu 170, câu D mình có từ receipt là hóa đơn. Rất là hay gặp ha, receipt, hóa đơn. Rồi câu 171 mình có từ notify. Nguyên mẫu của nó là như thế này nè em, notify có nghĩa là thông báo hay là báo tin ha. Ok, câu 172 đến câu 175, đây là một cái notice, một cái thông báo ha. Câu 172, what is one purpose, cái mục tiêu, mục đích của cái thông báo là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to share, để mà chia sẻ cái sự tính toán ngân sách. Câu B, request, yêu cầu cái sự tham gia vào một cái hoạt động gây quỹ, fundraiser. Câu C, để mà announce, thông báo về cái sự hoàn tất một cái mục tiêu. Câu D, recruit, tuyển dụng một số tình nguyện viên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đoạn đầu của cái notice, cái thông báo nha. Rồi cùng đọc nè, run, hãy chạy vì cái good cause. Here, tại đây nè, tại cái trung tâm việc làm Highland thì chúng tôi cần cái sự hỗ trợ của bạn cho cái initiative, cái khởi xướng, cái đề xướng, cái sáng kiến hoặc đào tạo công nghệ. Nhiều cá nhân struggling, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm bởi vì họ lack, họ thiếu những cái kỹ năng máy tính cơ bản. Thus, do đó chúng tôi hy vọng raise enough funds, gây quỹ phong nào, gây được đủ cái nguồn quỹ hỗ trợ để mà thuê cái người dạy, cái người hướng dẫn máy tính để mà hoạt động những cái buổi hội thảo hàng tuần tại trung tâm của chúng tôi trong một năm. Vậy nó đang kêu gọi cái chuyện gì vậy em? Gây quỹ hỗ trợ để mà làm những cái buổi hội thảo dạy về máy tính, phải không nào? Vậy thì câu nào là gây quỹ hỗ trợ vậy em? Chắc chắn là câu B rồi, yêu cầu cái sự tham gia vào một cái chương trình gây quỹ ha, fundraiser. Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu B. Câu 173, according to the notice, theo như cái thông báo đó, thì race participants, những người tham dự cái cuộc đua, cuộc thi chạy đó, có thể làm gì? Vậy từ khóa chính là race participants, form nào đó bán trước nha câu A. Sample, động từ sample là dùng thử đấy em. Dùng thử một số cái dishes là món ăn nè. Câu B, wear, mặc, clothing, quần áo hay là trang phục unusual là khác thường, khác lạ ha. Câu C, submit, nộp những cái đề xuất về tuyến đường. Câu D, select, chọn cái khoảng cách chạy ưa thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem race participants ở vị trí nào nha em. Rồi giờ tiếp đoạn 1 nè, xem có không? Những câu còn lại có không em? Không có race participant form nào đoạn số 2 nha. Đoạn số 2 dòng đầu tiên có từ participating và có từ race luôn nè. Mình cùng đọc cái câu này nha em. You can help us. Bạn có thể giúp chúng tôi đạt được cái mục tiêu của chúng tôi á, bằng cách tham gia vào một cái cuộc đua, cuộc thi chạy 10 km trong cái công viên Arthur vào ngày 15 tháng 8. Chưa có đáp án dịch tiếp nha. Cái phí vào cổng là 40 đô xuyên suốt tháng 7 và 45 đô là từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 và 50 đô vào cái ngày diễn ra cuộc thi. Chưa có luôn, đọc tiếp nào. Those, những ai, những người mà chạy trong cái costume là gì em? Cái trang phục phải không nào? Costume. Trong cái trang phục creative là sáng tạo thì sẽ có đủ điều kiện để mà giành được cái voucher 100 đô cho Holland Foods. Vậy thì những người tham gia cái cuộc thi đó, chạy đó em, thì họ sẽ làm gì? Họ chạy trong một cái creative costume, cái trang phục sáng tạo phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em?
À, đáp án chính xác là câu B phải không nào? Những người tham dự cái cuộc đua cuộc thi á, sẽ mặc những cái quần áo, những cái trang phục sáng tạo là khác thường á, những cái trang phục nó độc lạ đó, được không nào? Đáp án chính xác là câu B ha. Câu 174, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về cái sự kiện, đã đáp án trước nha. Câu A, nó phải được sign up, được đăng ký a month in advance, là trước một tháng nè. Câu B, cái entry fee, cái phí vào cổng á, varies thì khác nhau, phụ thuộc vào cái ngày đăng ký. Lúc này chúng ta có dò cái mức phí khác nhau, em nhớ không? Mình cùng dò lại chỗ đó nha. Đoạn số 2 phải không nào? Đây nè, có entry fee luôn nè. Phí vào cổng là 40 đô xuyên suốt tháng 7, 45 đô từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 và 50 đô là vào cái ngày của cuộc đua, cuộc thi. Vậy thì câu B đúng không em? À, câu B đúng rồi phải không nào? Có entry fee nè, rồi có khác nhau vào ngày đăng ký luôn. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B ha, không cần dò câu C và câu D nữa. Câu 175, there's những ai mà complete, hoàn tất cái cuộc thi chạy trong vòng 2 tiếng thì sẽ nhận được cái gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Complete, within 2 hours, form nào? Đáp án trước nha. Câu A, a personalized t-shirt, một cái áo thun. Câu B, một cái certificate, giấy chứng nhận. Câu C, một cái phiếu quà tặng, form nào? Câu D, một cái bức ảnh lưu niệm. Rồi bây giờ mình cùng dò xem hoàn tất trong vòng 2 tiếng ở vị trí nào nha em. Câu cuối rồi mình dò đoạn cuối cùng luôn nha. Rồi em dò thử xem có không. À, ở đây nè, phải không nào? 2 hours within nè, cùng đọc nha. There's những ai mà hoàn tất trong cái khoảng thời gian giới hạn là 2 tiếng á, sẽ receive, nhận được một bức ảnh của chính bản thân họ khi mà đang băng qua cái vạch đích. Vậy đáp án là câu gì về em? Câu nào là ảnh? À, câu đi ha. Quá dễ luôn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Rồi đầu tiên cái tựa bài mình có từ a good cause, có nghĩa là một cái việc đại nghĩa, một cái việc làm tốt, một cái việc làm có ý nghĩa đây. Rồi, run for, hãy chạy vì một cái việc đại nghĩa, một cái việc làm tốt có ý nghĩa ha. Here, tại đây nè, tại cái trung tâm việc làm Highland thì chúng tôi cần cái support, cái sự hỗ trợ của các bạn cho cái initiative. Mình có từ initiative có nghĩa là đề xướng, khởi xướng hay là sáng kiến ha. Cô dịch lại nha. Cái sự hỗ trợ của các bạn cho cái khởi xướng, cái đề xướng, cái sáng kiến, đào tạo công nghệ. Nhiều individuals, nhiều cái cá nhân đó, struggle to. Mình có cái cụm là struggle to do something. Struggle to do something có nghĩa là cố gắng để làm một cái việc gì đó nhưng mà rất là khó khăn ha. Quay lại chỗ này nha. Nhiều cá nhân á, thì cố gắng một cách khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm bởi vì họ lack là họ thiếu. Lack là thiếu ha. Bởi vì họ thiếu những cái kỹ năng máy tính cơ bản. Thus, do đó chúng tôi hy vọng là sẽ raise funds. Mình có từ raise funds là gây quỹ hỗ trợ ha. Sẽ gây đủ cái nguồn quỹ hỗ trợ để mà hire là thuê một cái instructor là ai em? À, cái người hướng dẫn, cái người giảng dạy ha, máy tính để mà vận hành, để mà hoạt động những cái buổi hội thảo hàng tuần tại trung tâm của chúng tôi trong suốt một năm. Job seekers, mình có từ seekers là danh từ của động từ seek. Seek, động từ có nghĩa là tìm kiếm ha, tìm kiếm. Vậy seekers là những người tìm kiếm nè. Job seekers, những người tìm kiếm việc làm á, thì sẽ có thể tham dự những cái session này. Session chỗ này có nghĩa là buổi học ha, buổi học. Session trong công ty có nghĩa là buổi họp đó em, phiên họp. Còn cái này có nghĩa là buổi học ha. Những người tìm kiếm việc làm có thể tham dự những cái buổi học này for free, miễn phí, bằng cách gaining, có được cái proficiency. Mình có từ proficiency là sự thành thạo ha, sự thành thạo, sự thành thạo, sự thông thạo á. Bằng cách có được cái sự thành thạo về máy tính thì họ sẽ stand a chance. Mình có cụm stand a chance có nghĩa là có được cơ hội ha, thì họ sẽ có cơ hội tốt hơn để mà tìm một cái position, một cái vị trí việc làm và sẽ earn là kiếm tiền đấy em, kiếm được nhiều tiền hơn họ đã làm trong quá khứ. Bạn có thể giúp chúng tôi achieve là đạt được ha, achieve là đạt được. Bạn có thể giúp chúng tôi đạt được cái goal, cái mục tiêu của chúng tôi bằng cách tham dự vào một cái race. Mình có từ race là cuộc đua hoặc là cuộc thi chạy á. Một cái cuộc đua, một cái cuộc thi chạy 10 km ở trong cái công viên Arthur vào ngày 15 tháng 8. Cái entry fee là cái phí vào cổng, gặp rất nhiều lần rồi ha. Cái phí vào cổng là 40 đô, throughout là xuyên suốt ha. Xuyên suốt cái tháng 7, 45 đô là từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 và 50 đô á là vào ngày the race, là cuộc thi, cuộc đua diễn ra. There's những ai mà họ chạy trong một cái costume. Mình có từ costume là trang phục đem, quần áo hay là trang phục ha. Costume, trong cái trang phục sáng tạo thì sẽ eligible. Eligible là đủ điều kiện, đủ tư cách đem. Eligible thì sẽ đủ điều kiện để mà giành được cái voucher 100 đô tại cái Helen Foods.
The costume contest winner, cái người trong cuộc thi mà giành chiến thắng về mặt trang phục á, thì sẽ được công bố sau cái cuộc thi chạy cuộc đua. Runners, những người chạy đó, những cái vận động viên chạy sẽ được trao cho cái package, là những cái gói nhỏ đó em, mà nó có chứa cái bib. Mình có từ bib là số báo danh hay là số thứ tự á, số báo danh cuộc thi hay là số thứ tự của cuộc thi đó em, cái số báo danh của cuộc thi, cuộc đua, và cái gói đựng đồ để mà chứa possessions. Mình có từ possession là tài sản đó em, personal là cá nhân, personal possession là tài sản cá nhân hay là vật dụng cá nhân ha, vật dụng hay là tài sản cá nhân. Those, những ai mà kết thúc trong cái khoảng thời gian giới hạn là 2 tiếng á, thì sẽ nhận được một bức ảnh của chính họ đang crossing, đang băng qua, vượt qua cái đích đến, được không nào? Cái vạch đích á, finish line là vạch đích ha. Rồi hãy đến cái website này nè để mà sign up đăng ký ngay hôm nay, được không nào? Rồi, câu 172, câu C mình có từ fulfillment, có nghĩa là sự hoàn tất ha. Fulfillment, sự hoàn tất. Vậy câu C có nghĩa là thông báo về một cái sự hoàn tất của một cái mục tiêu. Câu D mình có từ recruit, rất là hay gặp, có nghĩa là tuyển dụng nha. Recruit, tuyển dụng ha. Rồi câu D có nghĩa là tuyển dụng một số tình nguyện viên. Câu A mình có từ sample. Sample vừa là động từ vừa là danh từ. Danh từ là một cái mẫu sản phẩm, còn động từ là dùng thử nha em nha. Dùng thử hay là thử ha, dùng thử. Câu 174, câu A mình có từ in advance là trước ha, in advance là trước. A month in advance là trước một tháng ha. Câu B mình có từ varies là khác đen, khác nhau á, khác nhau ha, khác, varies, khác. Khác, câu B có nghĩa là cái phí vào cổng thì khác nhau, phụ thuộc vào các ngày đăng ký. Câu C, deliver a speech, cái cụm đi chung với nhau có nghĩa là phát biểu một cái bài nói chuyện ha. Phát biểu một cái bài diễn văn hoặc là một cái bài nói chuyện. Hoặc là mình có thể nói là deliver a talk nữa em. The talk ha. Deliver a talk. Ok. Rồi có 175. Câu B mình có từ achievement. Động từ achieve lúc nãy gặp là đạt được. Achievement là cái đạt được. Cái sự đạt được là thành tựu ha. Achievement là thành tựu. Được không nào? Ok.